làm đây, đây. Thấy ai okay. đi không? Okay. Chúng ta đang đau hôm nay, hôm nay đó, hôm nay là ngày special là ngày gì biết không? July 4th. Okay, 2023. Happy Independence Day everybody. Okay. Ngay đây đó là các bạn biết là đang làm gì đây không? Okay, này nó hơi sáng. Làm đẹp. Đó đang làm đẹp đây. Đây member là... của đoàn phim đó không? Ông anh đang đây. Làm đẹp. Đây là ca sĩ gì bé? Em đi tên tiếng hát của em là gì? Người ta sao người ta đẹp trai rồi hả? Ca sĩ Hoàng Tuấn Minh cũng là làm gì trong đoàn phim bé nói mong? Em là thư kỳ. Thư kỳ hả? Thư kỳ. Thư kỳ. Thư kỳ. Script supervisor. Script supervisor vừa thư kỳ vừa script supervisor vừa là sai đâu đánh đó. Ông rất là giỏi ha. Vô trong đoàn phim của mình á là toàn là ai cũng kham hai ba chức vụ. Yeah. Nhưng mà bây giờ Anna lên nói thử coi là bé Huệ đang ăn gì nè. Cái này đó quý vị ơi rất là đặc biệt. Thứ nhất là Alan bị tiểu đường. Alan mê những cái đồ ngọt lắm. Mà mê cái cello nữa đúng không? Mê hai anh em mình giống nhau. Đó, mà bé Huệ làm cái này đó rất là tuyệt vời, cứ như là nghĩa là một cái sáng kiến rất là thông minh. Rau câu. Cực kỳ thông minh cho những người mà cần ngọt. Ăn đây là rau câu ngọt mà lại giảm cân. Dạ giảm cân đúng so rồi. So the next 7 day là anh Alan với lại bé Huệ là phải appear trong một cái scene gì đúng đó. Rồi. Bình thường người ta nói đó là mình vô phim mình mập khoảng 10 pound. Đúng, đúng. Đó, thì bây giờ đó tụi này sẽ lose 10 pound đi. Mà là ăn đồ ngon, công thức của Dr. Bé Huệ. Yes, yes. Đã ăn ngon lắm nha, cái này Alan đang ăn này ngon lắm. Là đường là làm bằng mong fruit là la hán quả. Đúng rồi, cái đó là the best đường. Cứ thế nào mình relax cho khách relax lên đây mình ăn mình di chuyển ra ngoài giúp em được không? Không. Em cứ relax được sao hết á. Ừ đó. Thôi ơi. Cho nó ăn miếng. Rồi cho hai chút luôn rồi. Rồi cho hai cưng vậy thôi chứ. Ngon không? Ok, còn người đẹp này là ai giới thiệu giùm? Đây là chị Hoàng Thảo. Chị Hoàng Thảo. Là esthetician của Dr. Bé Huệ cả 10 năm. Là làm cái mặt facial cho bé Huệ. Cảm ơn chị rất nhiều đã lo lắng cho đàn em nha. Okay. Nói dược sĩ gọi vô là năng nỉ là chị Thảo là bữa nay là July 4 đó mà cũng phải lẽ lớn mà phải chạy vô đây. Oh my god. À chiều chị đi chơi tụi em luôn nha. Không, cảm ơn em, chị còn gia đình. Ôi hả? Chiều về với nhà. Nhưng mà chị Thảo là mê món quà này của Anna Lan nè. Chị Thảo là dạ, đây là thánh giá mà năm ngoái đó anh với lại Jenny với phái đoàn đó có gặp Đức Giáo Hoàng Pope Francis thì được ngài blessing cái này. Đã được Đức Giáo Hoàng Pope Francis blessing mà chị Thảo thì rất là mê Chúa, yêu Chúa. Bé Hoàng cũng mê Chúa, yêu Chúa là tại vì trong cái phim này đó anh Alan và mọi người là em đi lên Đức Mẹ Long Beach là practically mỗi tuần để cầu nguyện. Cầu nguyện cho những cái chuyện gì mà đoàn phim của mình cần được. Thế là Đức Mẹ đều ban ơn hết. Bé Huệ biết cái lịch sử của cái Đức Mẹ Long Beach không? A little bit, anh nói thử. Ok, ngày xưa đó cái chỗ đó là cái chùa. Dạ đúng. Chỗ đó là cái chùa. Không, cái chỗ đó là cái nhà thờ, I'm sorry. Nhà thờ, xong rồi bán lại cho mấy ông. Xong rồi bán lại cho cái chùa. Dạ, bán cho cái chùa thì cái tượng mẹ đó đó nó linh tới cỡ mà cái chùa đó nó cái nó không có dẹp cái đó đi. Nghĩa là chùa thường thường người ta phải dẹp những cái tượng khác, người ta để cái tượng đúng, người ta đúng, vô đúng. Nhưng mà chùa này đó là họ biết là cái linh thiêng kinh khủng lắm nên họ rất là tôn thờ mẹ luôn. Dạ. Và họ để cái đó lại luôn. Rồi đồng thời là Đức Mẹ ở ngoài đó là Đức Mẹ tượng trưng, còn cái Đức Mẹ mà linh thiêng á là ở đằng sau cái tường mà quý vị thấy có cái nhà kiến sát kế bên cái tường đó. Thì theo em nghe là mấy sơ dòng Mến Thánh Giá ở đây nè, ở Los á, thì mấy sơ kể là lúc mà bán cho cái chùa đó thì ông thầy chùa ổng ngủ thì ổng thấy Đức Mẹ hiện lên là nói không thể nào mà bứng được đúng, cái tượng đó đi. Đúng. Cái ông thầy chùa ổng không có tin. Thì qua ngày hôm sau á, là họ đã có planning là đã cho người vô là bứng cái tượng đó. Tại vì họ nghĩ bê lên thì đâu có gì đâu mà phải không được. Nhưng mà không bê được cái tượng đó ra khỏi cái bục đó. So có nghĩa là phải có một cái sức nhiệm màu gì đó của Chúa với Đức Mẹ để mà nói tới là không cần biết ở đâu nhưng mà biết chỗ đó là vừa có gió biển vừa có hôm nay đó bé Huệ có tặng cho Linh cái resistance band này ra, đây là lễ tập thể thao đây. Ok, cảm ơn mọi người. Tí nữa sẽ tặng cho mọi người một cái, mỗi người theo
chiều cao khác nhau và theo cái sự